Ngụy đại nhân, cẩn thận. Mời. Ờ. Mau. Ngụy đại nhân, xin dừng bước. Na Quế Bảo, người ở đây gọi loạn cái gì vậy? Bản quan đến đây đón Ngụy đại nhân. Nếu như cô thức thời thì nhanh chóng để Ngụy đại nhân ra đây. Ngụy đại nhân không có ở đây. Nếu muốn tìm ngài ấy, ngươi vẫn là đi nơi khác tìm ngài ấy đi. Còn bây giờ, ta phải nhanh chóng về Quế Phong Đường có chuyện. Đừng tưởng rằng trong xe còn có ai mà bản quan lại không biết. Kế điệu Hổ Ly Sơn của các ngươi đã bị bản quan nhìn thấu. Ta đã sớm phái Cổ Ưng đến cửa thành bắt ngươi rồi. Ngụy đại nhân, nếu ngài không muốn bách tính vì ngài mà bị liên lụy thì ngài hãy chủ động đi ra. Nếu không thực sự động thủ, An cô nương chưa chắc đã là đối thủ của bản quan. Còn chưa động thủ làm sao ngươi biết được? Dừng tay. Ngụy đại nhân, từ khi nào mà ngài lại thành đại phu của Bảo Chi Lâm rồi hả? Na đại nhân, ta thật sự đã đánh giá thấp ngài. Chuyện ngài đánh giá thấp còn rất nhiều. Na đại nhân, rốt cuộc là ngài muốn thế nào? Ngụy đại nhân, ngài thân là tổng đốc phủ đại nhân, Na Quế Bảo chỉ là một đề hình án sát sử, ta có thể làm gì được ngài? Trước mắt vừa mới kết thúc hội thẩm của người phiền phức, bản quan cố ý đến đây mời Ngụy đại nhân ở lại Quảng Châu thêm vài ngày để cho bản quan tận lực thể hiện lòng hiếu khách. Thật sự rất xin lỗi, ta có chuyện gấp phải về kinh thành ngay. Hễ chuyện gấp của Ngụy đại nhân có thể thương lượng với Na Mổ trước một chút. Na Mổ cũng có thể phái người hộ tống đại nhân đi, mà không phải để một Quế Phong Đường võ quán từng có một tên giết người hộ tống ngài. Lỡ như trên đường đi chết như thế nào thì ngài cũng không biết được đâu. Ta đánh ngươi. An Thanh Loan, nếu Huệ Phong đừng có ngăn cản quan phủ làm việc, tội thêm một bậc, cuối cùng là án tử hình. Cô phải suy nghĩ cẩn thận. An cô nương, đừng đánh nữa. Ngài không đi, tôi cũng không đi. Được, Na Quế Bảo, ta đi với ngài. Cuối cùng ngài cũng nhìn rõ tình thế rồi. Nhưng mà ngài phải thả An cô nương ra trước. Làm sao có thể chứ? An Thanh Loan có ý đồ bắt cóc bệnh quan triều đình, sao có thể dễ dàng tha cho cô ta? Người đâu, bắt lấy cô ta. An cô nương, đừng có đánh nữa. Quá muộn rồi. Ôi trời ơi. Ông cô nương, đi đi, tìm Thiết Cửu Tam đến cứu ta. Nè, bắt lên cô ta, bắt lên. Không cần đuổi theo, đưa Ngụy đại nhân đi. Rõ. Ây dồ, nhìn rau này rất tươi ngon. Bao nhiêu tiền một con vậy? Ê, ê, rau này chúng tôi không bán, chỉ đưa đến Nam Phủ mà thôi. Ta biết chứ. Ta muốn nói, hôm nay á, để chúng tôi đưa đi. Ngươi đưa đi? Ê, không được đâu, không được đâu. Bọn họ không cho. Không cho đâu. Thật sự không được? Ừ, không được đâu. Lão nhị. Hả? Vừa hay lại tiết kiệm được tiền. Hả? Hả? Nè, huynh trải đều chút xíu đi. À, đúng rồi. Nè, mau lên, mau lên. Nhìn lên một chút đi. Xong chưa? Được rồi.
Xong chưa vậy? Được rồi. À, xong rõ kìa. Na phủ. Ý da trời. Sao ngươi còn chưa ra nữa? À, ra đây, ra đây. Ra liền đây. Sao mà ngươi đi lâu vậy? À, ta nhịn không nổi nữa rồi nè. Chờ đã. Trời. Không được, không được. Ta vẫn phải đi nữa. Ta đi trước cho nè. Không được, không được. Để ta. Vậy thì đi cùng đi. Được rồi, được rồi. Đi, đi. Đi. Mau. Phúc địa. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Nhanh đi. Đứng lại. Cái người đang làm gì vậy? Hiệu quả của thuốc cũng đã sắp đến rồi. Nè, rút cuộc các ngươi. Đau bụng quá, làm ơn tránh ra, tránh ra đi. Thuốc có tác dụng. Đừng nhìn nữa, đi mau lên. Đi. Các ngươi muốn đi đâu? Ở đây giao cho ta. Các ngươi đi tìm Ngụy đại nhân đi. Cẩn thận, đi. Đi. Ông chủ Triệu, đã lâu lắm không gặp cậu. Hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Hôm nay ta đến đây là để tính sổ với ông. Tính sổ? Lô hàng ngày hôm đó không phải sớm đã xong xuôi rồi sao? Cậu đừng quên, chính ta đã nhắc Tôn Đằng Giao nhả lô hàng đó ra. Tôn Đằng Giao đã chết rồi. Cái gì? Sao ông ta lại chết? Là do ta giết. Cậu? Ông ta muốn cướp bảo tàng của ta. Bảo tàng? Nói như vậy, các ngươi quá giải được bản đồ bảo tàng đó rồi à? Vì vậy cậu cũng biết được bí mật của phổ sứ rồi. Bảo tàng đó bây giờ ở đâu? Chỉ vì bảo tàng đó, Tôn Đằng Giao đã lợi dụng ta, giết chết sư phụ của ta. Còn ngươi đã chiếm đoạt Giang Lâm Nhi. Hề, những chuyện đó đều đã qua lâu lắm rồi mà. Ông chủ Triệu, chúng ta đều là người lớn hết rồi. Đặc biệt là cậu, càng phải hiểu được đạo lý biết thời thế mới là trang tuấn kiệt. Dù Giang Lâm Nhi không cần cậu, nhưng trong tay của cậu vẫn có bảo tàng mà. Không lẽ còn lo bên cạnh không có nữ nhân sao? Ta lo chứ. Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch. Cậu nói cho ta biết vị trí của bảo tàng, ta sẽ sắp xếp cho cậu. Cậu xem vị trí đề hình án sát sử ti của Quảng Châu này như thế nào? Hoặc là chức tổng đốc đại nhân thì sao? Ta chỉ muốn mạng của ông thôi. Triệu Càn, ta sẽ giúp cậu đi tìm Giang Lâm Nhi để cô ấy trở về bên cậu. Quá muộn rồi, Giang Lâm Nhi đã chết rồi. Rồi. Triệu Càn,
Triệu Càn, cậu đừng kích động. Lúc đầu là Giang Lâm Nhi chủ động gả cho ta trước mà. Muốn trách chỉ có thể trách cô ta, không được trách ta. Còn dám nói những lời này, ta lấy mạng của ngươi. Được rồi. Tim được dịch và lòng Lương Khôn. Triệu Càn, huynh không được giết hắn. Lương Khôn, giết chết Triệu Càn, ta tha ngươi đường sống. Mạng của ta không tới lượt ngươi làm chủ. Lương Khôn, ta có thể miễn ngươi tội chết, đồng thời lấy tư cách đảm bảo ta sẽ chia của cải của ta cho ngươi cùng hưởng. Tư cách của ngươi không có chỗ nào đáng tin. Triệu Càn, đừng chấp mê bất ngộ, đến quan phủ cùng đệ. Lương Khôn, Giang Lâm Nhi đã chết rồi, ngươi cũng có phần trách nhiệm. Hôm nay ta phải giết chết Na Quế Bảo, sau đó là đến ngươi. Huynh không thể giết hắn, để đã hứa với Ngụy đại nhân phải đem hắn lên công đường. Vậy phải để ta xem hai chúng ta ai lợi hại hơn. Không được chạy. Đại ca, tha cho Na Quế Bảo đi. Không được, ta nhất định phải giết hắn ta. Đại ca, hắn nhất định sẽ chịu trừng phạt, chỉ cần huynh dừng tay. Không thể nào. Đại ca, quay về với đệ đi. Từ ngày Giang Lâm Nhi chết đi, ta đã không còn là đại ca. Thiết Sa Trưởng. Mở cửa. Cho đi nhà sĩ đi. Mở cửa ra trước đi. Ôi, đau buồn quá. Mau. Cho đi nhà sĩ đi bà. Không thể mở. Nào đại nhân nói, chỉ có ngày ấy mới có thể vào trong thôi. Sao nghe lời vậy? Thuốc sổ còn nhiều không? Vẫn còn nửa bình. Mau đổ hít vào miệng quán đi. Mau. Nào nào, mở miệng, mở miệng, mở miệng, mở miệng, mở miệng. Đại ca, thuốc này hình như không có đau như vậy đâu. Để ta giúp hắn dưỡng chất vào đó, ta đi lấy đà. Đưa sớm có phải hơn không? Thiệt là. Nè nè, đại ca, có bịt miệng lại không? Bịt chứ. Bên trên hay bên dưới? Xem mà làm đi. Trên hay dưới hả? Chọn đại một cái đi. Đi mau lên đi. Mau lên, mau lên. Nhanh đi. Ngụy đại nhân. Ngươi đúng là đồ vô dụng, năm lần bảy lượt không giết chết được Thiết Kiều Tam, bây giờ đến Ngụy Vân Phi cũng bị bọn họ cướp đi rồi. Đại nhân bất giận, xin cho tiểu nhân thêm một cơ hội. Ngươi còn muốn xin thêm mấy cơ hội nữa? Ngươi tự hỏi bản thân, ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi. Đại nhân đại lượng. Cố Ưng, ngươi đừng có quên, mạng của nhà ngươi là cho bản quan cho ngươi. Nếu như ta muốn lấy lại, chuyện đó dễ dàng như trở bàn tay. Tiểu nhân biết sai rồi, xin đại nhân lượng thứ. Ngươi tự nói xem, ta giữ ngươi lại còn có tác dụng gì?
Bây giờ đại nhân chỉ còn có thuộc hạ, không dùng thuộc hạ thì không còn ai giúp ngài. Đại nhân, lúc nãy tiểu nhân căn dặn xuống dưới lục soát tin tức của Ngụy Dân Phi ở cả thành Quảng Châu rồi. Cuối cùng thì ngươi cũng biết mình nên làm cái gì rồi. Còn có, ngươi vẽ chài bức tranh của Thiết Kiều Tam, dán ở chợ của nhà môn và ở cổng thành, cứ nói hắn ta là tội phạm bị truy nã vì bắt cóc Ngụy đại nhân, treo thưởng thật cao. Được, tiểu nhân sẽ làm ngay. Đợi đã, giờ ngươi hãy giúp ta đi làm một chuyện khác. Tiểu nhân bằng lòng làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Ngươi dẫn vài người đi Phật Sơn cướp lấy đồ ở bếp cổ Năm Phong cho ta. Ở trong đó có cất giữ đồ mà ta chờ đợi bấy lâu. Dạ, lần này Ngụy đại nhân chịu thiệt rồi. Mọi người không cần khách sáo, cũng may có mọi người chăm sóc, nếu không một mình ta ở Quảng Châu thật sự không biết phải làm như thế nào. Thiếu sư phụ, có cậu ta yên tâm rồi. Khoảng thời gian này trông cậy hết vào cậu. Ngụy đại nhân quá lời rồi. Nếu chúng tôi có thể giúp được Đại Thanh, vì nhân dân trừ hại cũng coi như bảo chi lâm, cống hiến một chút. Ấy, người bị thương rồi hả? Không sao, lúc nãy trúng một chưởng của nào quấy bảo. Sư phụ, để cô đi vậy lấy thuốc trị thương cho người ha. Hả? Không cần, không sao. Để đệ tử xem. À, thật sự không sao. Trong lòng người nào đó là muốn chết rồi kìa. Ta không có quan tâm ai hết. Ta chỉ cảm thấy Na Quế Bảo còn có thuộc hạ của hắn, đúng là vô pháp vô thiên. Nói thật thì mọi người nghĩ thử coi, Na Quế Bảo giữ lại Cố Ân để làm gì? Loại người như Cố Ân giữ lại vẫn dùng được, trừ khử hắn cũng không khó. Na Quế Bảo năm lần bảy lượt bảo vệ cho Cố Ân, xem ra ta cũng chỉ có thể xử lý cả hai người. Ngụy đại nhân, lẽ nào ngài có biện pháp rồi sao? Lúc bị nhốt trong mật thất của Na Quế Bảo, ta đã nghĩ nếu như thế lực của Cố Ân và Na Quế Bảo ở Quảng Châu rộng rãi như vậy, vậy thì ta sẽ điều tra từ quan hệ cá nhân của họ. Ngụy đại nhân đang nói đến phương diện làm ăn. Không sai, cây cao đón gió lớn, loại người như Na Quế Bảo khó có thể có bạn bè thật lòng được. Người hắn ta kết bạn đều phải có lợi ích với hắn ta. Tiểu huynh đệ, ta nói cho đệ biết, gần đây ngươi sẽ có quả đổ máu đó. Trời ơi, đi đi. Trời ơi, lần này nhất định phải làm cho tốt. À, hội trưởng bạn, ngay đi từ từ. Ngồi xuống, im lặng cho ta. Các người muốn làm gì? Các người làm gì vậy? Nè, bỏ ra. Các người muốn làm gì? Nè, các người ngồi xuống, ồn quá. Hội trưởng bạn, mời ông tới đây như vậy cũng rất ngại. Thiết Kiều Tam, người bắt cóc ta tới chỗ này là có ý gì? Người muốn gì hả? Nếu như ông đã nói là bắt cóc, vậy mà ông hãy phối hợp nói ta biết những chuyến hàng gần đây của Khắc Luật Đôn. Nè, về vấn đề này làm sao ta biết được chứ? Nếu như ông không chịu phối hợp, ông không sợ ta giết con tin sao? Đừng. Đương nhiên rồi, nếu như ông đồng ý hợp tác, lời của ta nói cũng có thể không tính. Thiết Kiều Tam, ngươi không biết bây giờ ngươi là tội phạm bị truy nã sao? Hả? Mời hội trưởng bàn xem qua, đây là Ngụy đại nhân đích thân đưa ta. Ta hỏi lần nữa, về thuyền hàng của Khắc Luật Đôn, ta nói thật cho ngươi biết, không phải là ta không muốn nói, nhưng mà ta và Khắc Luật Đôn cũng không có qua lại với nhau hả? Chuyện này ngươi phải hỏi ông chủ Tôn, ông ấy biết rõ nhất. Tôn Đằng Giao đã chết rồi. Hả? Chết rồi sao?
không phải các ngươi làm chứ? Là bị Triệu Càn giết. Ông chủ Triệu sao? Là vì chuyện sư Phật Quang hả? Hội trưởng bàn, ông hãy nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình đi. Với kinh nghiệm của ông, Khắc Luật Đôn Đại Bang không tìm được Tôn Đặng Giao tới nhận hàng thì hắn sẽ làm gì? Hắn nhất định sẽ tìm hành thương khác để nhận hàng. Vậy hắn sẽ tìm ai? Không phải là ông chứ? Chuyện này ta Thi Kiều Tâm, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Mong hội trưởng bàn phối hợp một chút, diễn một vở kịch. Hội trưởng bàn, cũng may là có ông đến nhận hàng. Nếu không ta thật sự không biết phải để hàng phiêu dạt ở trên biển bao lâu nữa. Chuyện nên làm ha. Đại bang mời. Phim được dịch mời. Và lồng tiếng tại iFilm. Đem cái này chia ra cho các huynh đệ đi ha. Đa tạ hội trưởng bàn. Đa tạ hội trưởng bàn. Đi thôi. Đến lúc đó lô hàng này gửi đi như thế nào thì phải nhờ đến hội trưởng bàn rồi. Hay không có gì. Khắc Luật Đôn tiên sinh, ngài coi, hay là ngài ở đây kiểm tra hàng đi. Ta vẫn còn có chuyện cần xử lý ngoài kia. Được. Lát nữa ta được, tiếp ngài ông nha. Đi đi. Tạm biệt. Giờ xin thất lễ. Khắc Luật Đôn Đại Bang. Lần này bắt được quả tang rồi nghe. Các ngươi muốn làm gì? Bắt ngươi. Bắt ai vậy? Bắt ngươi chứ ai, Khắc Luật Đôn Đại Bang. Bây giờ coi như bị bắt quả tang rồi. Dù ta có buôn lậu nhà phiến, các ngươi cũng không có quyền bắt ta. Các ngươi chỉ là kẻ học võ, dựa vào đâu mà tới bắt ta như vậy? Nếu đã như vậy thì tổng đốc lưỡng quản như ta có quyền bắt ngươi rồi. Ngươi đâu? Mau bắt hắn lại cho ta. Dạ. Đứng yên. Kẻ ngoại bang như ngươi lại dám đến đại thành của ta, buôn bán nhà phiến, hại nước hại dân, người đáng tội gì hả? Ta là người ngoại quốc, các ngươi không được động vào ta. Nếu như các ngươi động vào ta, nước ăn cắt lợi của ta sẽ không tha cho các ngươi. Chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng mà sẽ giam giữ ngươi. Giam ngươi trong thời gian dài đằng đẵng để ngươi mãi mãi không thể về nhà. Ngươi dám? Ngươi nói xem có dám không? Ngụy đại nhân, rốt cuộc này muốn như thế nào? Giúp chúng ta chỉ ra tội danh của Na Quế Bảo, đó là chuyện không thể nào. Cần ngươi thả ta ra. Khắc Luật Đôn mà, uống trà là phong tục của nước ta, còn phương thức uống trà thì thiên biến vạn hóa. Nhưng mà hôm nay á, ta ngộ ra một phương thức mới đông tây kết hợp, trà nha phiến. Người muốn làm cái gì? Không phải nói rồi sao, muốn mọi người dùng trà, trà nha phiến đó hả? Ê, sao rồi, hắn ta đồng ý chưa? Vẫn chưa đồng ý. Đâu? Các ngươi không được làm bậy. Ta có quyền đặc xá của người ngoại quốc. Dừng tay. Đang làm gì vậy? Sư phụ, giữa hắn lại hắn cũng không chịu làm nhân chứng. Nếu như quan phủ biết được, ta lại có thêm tội bắt cóc đó. Cứ như vậy đi, giết chết hắn ta là xong rồi hả? Không thể nói vậy được. Mặc dù hắn ta có tội, nhưng mà hắn ta vẫn có quyền từ chối.
Trời ơi, lần này không nghe theo sư phụ được đâu. Những người khác còn được, nếu như mà hắn không chịu làm nhân chứng á, trà này nhất định phải cho hắn uống. Há miệng ra nghe. Mở lên, mở lên. Há miệng ra. Cho đồng ý, cho đồng ý. Dừng tay. Hắn đồng ý rồi. Tôi đồng ý làm nhân chứng cho các người, chỉ cần các người tha cho ta. Nếu đã như vậy, người hãy xem khẩu cung này, nếu không có vấn đề gì thì ký tên lên đi. Đồng ý sớm là tốt rồi. Ta ký tên, ta ký tên. Đừng có ép ta, đừng có ép ta uống trà gia phiến, làm cái gì cũng được. Rồi xong. Được rồi. Được, ta mang cho Ngụy đại nhân đi. Khắc Luật Đôn đại băng, thật ngại quá. Dạ ngươi sợ rồi ha. Nào uống chén trà. Tao không uống. À, uống thử xem. Thì không uống chứ gì hả? Vậy ta uống. Cái này gọi là trà lạnh, giải nhiệt cơ thể, giải độc tiêu sưng. Hả? Ngươi, các ngươi lừa ta. Các ngươi lừa ta. Các ngươi lừa ta. Thật sự không biết đến khi nào mới có thể quang minh chính đại đi lại trong thành Quảng Châu. Nhanh thôi. Nè, muội có từng nghĩ tới nếu được đi lại bình thường trong thành, việc đầu tiên muội muốn làm, món muội muốn ăn là cái gì không? Muội nói thử xem. Làm gì vậy? Huynh không biết thiệt hay giả vờ không biết? Không biết chính là không biết. Làm gì có giả vờ? Mỗi chính là muốn nắm tay huynh như vậy, cùng với huynh đi dạo trong thành. Lẽ nào huynh thật sự không biết sao? Ôi, bỏ đi bỏ đi. Không biết thì bỏ đi. À, có chuyện gì nữa? Quỳnh có nhớ ngày mai là ngày gì không vậy? Đương nhiên là nhớ. Là ngày Ngụy đại nhân đòi lại công đạo cho chúng ta. Án sát sử ti Quảng Đông. Na đại nhân, tôi đã nắm được bếp của Nam Phong, bây giờ đang chuẩn bị quay lại Quảng Châu. Quá tốt rồi. Bây giờ chỉ cần ta kịp thời lấy được bảo tàng này trước tên Thiết Kiều Tam và Ngụy Dân Phi rời khỏi Quảng Châu này, ta vẫn là người thắng cuộc. Bảo tàng người bảo tàng, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Ai mà to gan như vậy, dám tự ý thăng đường. Na đại nhân, lâu ngày không gặp, ngài vẫn khỏe mạnh chứ? Vừa nãy ta vẫn còn đang nghĩ, lâu lắm rồi không gặp Ngụy đại nhân, bản quan còn đang lo lắng đến an nguy của ngài. Thật sự đã khiến Na đại nhân phí tâm rồi. Không biết hai vị đại nhân hôm nay thăng đường là vì chuyện gì? Là vì ngươi. Vì ta? Tội thần Na Quế Bảo, còn không mau quỳ xuống. Buồn cười, ta thân là mệnh quan triều đình, há có thể nói quỳ là quỳ? Hơn nữa, bản quan có tội gì dựa vào đâu mà phải quỳ? Người cấu kết với thương nhân Anh Các Lợi Khắc Luật Đôn, buôn lậu nhà phiến, hại nước hại dân. Ngài nói cái gì căn bản là ta nghe không hiểu. Được, vậy bổn quan sẽ nói lại cho ngươi nghe một lần nữa. Ngươi cấu kết cùng với Khắc Lực Đôn, buôn lậu nhà phiến, buôn bán người, lại còn bắt cóc bổn quan, tội không thể tha.
buôn lậu nha phiến, buôn bán người. Ngụy đại nhân, lời này của ngài cũng nặng quá rồi. Xin hỏi, ngài có chứng cứ không? Ồ, ta nhớ ra rồi. Không phải là ngài nói đến cuốn sổ ghi chép mà An Thanh Loan dâng lên chứ? Nếu ta nhớ không nhầm thì cuốn sổ đó đích thực có thể trở thành vũ khí sắc bén để buộc tội ta. Nhưng mà nội dung ghi chép của cuốn sổ đó lại hoàn toàn không có liên quan gì đến bản quan. Ngụy đại nhân, cuốn sổ đó ở đâu rồi? Nếu như ngài nhất định nói những chuyện này đây có liên quan đến bản quan thì bản quan cũng không còn gì để nói. Nói hay lắm. Cuốn sổ mà dân nữ tên An Thanh Loan dâng lên đó đã bị ngươi tịch thu và tiêu hủy trong thời gian ngươi bắt cóc ta. Ngụy đại nhân, ngài luôn bị nói ta đã bắt cóc ngài. Xin hỏi, nếu ta thực sự bắt cóc ngài, vậy tại sao bây giờ ngài vẫn có thể ở đây thăng đường? Tuân phủ đại nhân, bản quan hoàn toàn không chấp nhận lời buộc tội của Ngụy đại nhân dành cho ta. Vẫn mong tuân phủ đại nhân vì bản quan mà đòi lại công đạo. Na đại nhân, vốn dĩ ta cho rằng ngài không thể nào làm ra những chuyện như vậy. Nhưng mà khi ta được nhìn thấy chứng cứ, thứ cho bản quan không thể không tin. Chứng cứ? Đúng, đưa nhân chứng lên. Đưa nhân chứng lên. Bẩm báo đại nhân, nhân chứng đã được đưa lên. Khắc Lục Đôn đại bàng, tại sao ngài lại ở đây? Khắc Lục Đôn đại bàng, ngươi chính là nhân chứng quan trọng nhất. Bây giờ bổn quan hỏi ngươi, ngươi có biết người này không? Có biết, hắn chính là quan án sát sử ti Quảng Châu Na Quế Bảo. Vậy hắn ta và ngươi có quan hệ gì? Hắn ta là người hợp tác lớn nhất của ta ở Quảng Châu. Nói dối, bản quan đây không có chút quan hệ nào với hắn. Khắc Lục Đôn đại bàng, lời Na Quế Bảo nói có đúng hay không? Hắn ta nói dối. Mỗi lần tôi đưa hàng đến Quảng Châu đều là hắn ta sắp xếp hành thương đến nhận hàng. Hàng mà ngươi nói là loại hàng gì vậy? Nhà phiến. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Hay lắm. Nào Quế Bảo, bổn quan hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nhận tội hay không? Không nhận. Đứng lại, đứng lại. Thiên sư phụ, đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi. Sao vậy? Thiên sư phụ, Na Quế Bảo bị cướp ngục, Ngụy đại nhân mời người về bàn kế bắt phạm nhân lại. Chưa. Thiên sư phụ, tôi chưa từng gặp Na đại nhân. Na đại nhân đi đâu sao? Na đại nhân? Người không biết hắn là Khâm Phạm sao? Còn gọi hắn là Na đại nhân? Chỉ cần nói ta biết hắn đi đâu, ta sẽ nói với Ngụy đại nhân. Xin ngài khoan hồng với các ngươi. Đến Phật Sơn. Chưa. Mời đại nhân uống trà.
Cố Ưng à, ngồi xuống đi. Hả? Bây giờ ngươi là ân nhân cứu mạng của ta rồi. Ta đại nhân. Đại nhân sau này... Đừng gọi là đại nhân nữa. Sau này, đệ và ta cứ xưng hô huynh đệ, đệ cứ gọi ta một tiếng đại ca. Dạ. Cố Ưng, đệ phải tin tưởng đại ca. Đó là đương nhiên. Nói ra cũng phải, nếu đệ không tin tưởng đại ca, sao có thể liều mạng cứu huynh chứ. Đệ biết là đại ca chí lớn chưa thành. Khách quan, mời vào trong. Không sai. Nếu chúng ta có thể kịp đến bếp cổ Nam Phong lấy bảo tàng đó, chúng ta sẽ có thể đông sơn tái khởi. Cố Ưng nguyện một đời đi theo đại ca, cùng đến địa ngục phải không? Chữ Càng, ta nói ngươi biết, ngươi đừng qua ở đây mà cắn người bừa bãi. Kết cục mọi thứ hôm nay đều là do ngươi tự tái tạo ra. Là tự ta tạo ra hết sao? Khi đó ta không nên tin ngươi mới phải. Không nên để Giang Lâm Nhi đến phủ của ngươi ở. Ta và Giang Lâm Nhi là hai bên tình nguyện, căn bản là không đến lượt ngươi ngoài như ngươi. Nói vào nói ra chỉ rõ rõ. Nào Quế Bảo, ngày chết của ngươi đã đến rồi, những ước nguyện của ngươi sắp được hoàn thành rồi. Triệu Càn, ngươi đừng có mà mất phương hướng như vậy. Nói đến cùng, người ngươi muốn báo thù là Lương Khôn, không phải ta. Ta sẽ giết ngươi trước. Hắn chính là tên kế tiếp. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Hết. 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 Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. 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 Đánh ra coi. Chạy bao. Yeah. Chiêu Càng, tại sao quỳ lại giết hắn? Giết hắn ta, ta phải thay Giang Lâm Nhi báo thù. Ta phải thay Giang Lâm Nhi báo thù. Nào Quế Bảo là không phạm triều đình, dù muốn động thủ cũng không tới lượt chúng ta. Nếu như hắn chết, cũng phải để cho hắn chết với luật pháp của triều đình. Quỳnh động thủ giết hắn như vậy, Quỳnh với tên ác nhân như Nào Quế Bảo có gì khác biệt chứ? Không có khác biệt. Triệu Càng ta bây giờ chính là phạm nhân giết chết phạm nhân tội ác tày trời. Ta đã giết sư phụ,
ta đã giết Tôn Đằng Giao, đã giết Na Quý Bảo, ta còn giết Giang Lâm Nhi. Tại sao ta lại đi đến bước đường này? Đó đều là bị các ngươi ép ta. Tất cả các ngươi đều biết ta thích Giang Lâm Nhi, nhưng không có người nào chịu giúp ta. Đầu tiên là sư phụ, người biết rõ là ta rất thích Giang Lâm Nhi, nhưng người lại định hôn với ngươi. Sau đó là Tôn Đằng Giao, hắn cũng biết rõ là ta thích Giang Lâm Nhi, lại giới thiệu cô ấy cho Na Quế Bảo. Tình Na Quế Bảo dơ bẩn, đã cưỡng bức Giang Lâm Nhi. Lương Khôn, ngươi biết ta hận nhất là ai không? Người ta hận nhất chính là ngươi. Đã nhiều năm nay, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, hai tiếng ngươi cũng gọi ta là đại ca. Cả ba chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tâm ý của ta với Giang Lâm Nhi, Lương Khôn ngươi không biết gì hay sao? Đương nhiên là ngươi biết. Ngươi biết tại sao không thành toàn cho ta? Tại sao lại như vậy? Ta chỉ muốn sống cùng với Giang Lâm Nhi đến cuối đời, chỉ đơn giản như vậy. Ta không sai. Huynh sai ở chỗ không tôn trọng ý nguyện của Lâm Nhi. Tất cả mọi thứ đều là tự huynh đơn phương. Kết quả mọi chuyện như hôm nay đều là do một tay huynh tạo ra hết. Ngươi có tư cách gì nói với ta? Hôm nay người cuối cùng chịu càn ta muốn giết chính là ngươi. Cho ngươi xuống dưới theo Giang Lâm Nhi. Nè, đừng đuổi theo. Không phải huynh mềm lòng, bây giờ chưa phải lúc bắt huynh ấy. Quan trọng nhất chính là hộ tống Ngụy đại nhân vào kinh. Sau khi chúng ta về, huynh không đi huynh ấy cũng sẽ tìm tới. Lần sau huynh không xuống tay được, muội giúp huynh giết hắn. Án sát sử ti Quảng Đông. Đại nhân, bảo tàng đã được chuyển đến, tất cả biện pháp an toàn đã được chuẩn bị ổn thỏa. Làm rất tốt. Thiếu sư phụ, cậu chắc chắn hung thủ đã giết chết Na Quế Bảo sẽ không ở giữa đường cản trở chúng ta đó chứ? Không đâu, vì bảo tàng không phải mục tiêu của huynh ấy. Giết chết Na Quế Bảo chỉ là muốn trả thù cho Lâm Nhi. Với lại mọi thứ huynh ấy làm đến nay đều do Tôn Đằng Giao và Na Quế Bảo lợi dụng. Tôi ở đây đảm bảo với đại nhân, đợi sau khi tôi từ kinh thành về, tôi nhất định đi tìm huynh ấy về trừng trị theo luật pháp. Nói cho cùng, người này lại là một nhân vật bi kịch. Nhưng mà kể ai nói sao, có hai người đồng hành với ta, ta vẫn cảm thấy rất yên tâm. Hả? Đại nhân, đã gần đến giờ rồi. Thiếu sư phụ, chúng ta khởi hành thôi. Ngụy đại nhân, mời. Thanh Loan, chúng ta cũng đi thôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Nè, làm nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Còn vài thùng nữa là xong. Chậm một chút, được, bên đây nữa. Rồi, được. Mà lên. Ê, Khắc Luật Đôn, đứng lại. Trời đất ơi, đây có phải Khắc Luật Đôn đại bang sao? Hả? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn chút đi. Hả? Ta nói nè đại bang, ông đang định cút đi đâu vậy hả? Cút về quê nhà anh Cắt Lợi có đúng không? Hay là cút đi chỗ khác? Thôi mà cút đi, cút đi, cút đi. Chúng ta mau đi thôi. Không ngờ ông cũng không có mặt mũi nhìn bọn ta. Đã nói đủ chưa? Thấy nguy quần hại, có văn hóa hay không vậy? Ông nói sai rồi. Điều đó nên gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc á. Đúng. Câu thứ hai ông cũng nói sai rồi. Nói bọn ta không văn hóa. Ê, ông có hiểu điều gì gọi là đối xử với người khác không giống như ông không? Ông không hiểu đâu. Ta nói cho nghe, người Anh Quốc các người không hút nha phiến, mang tới Trung Quốc bọn ta, kiếm ngân lượng của bọn ta rồi mang về hại bách tính Trung Quốc bọn ta, vậy có văn hóa hay không?
Hả? Ông có tin không? Ta la lên một tiếng, ta thách ông lên được thuyền đó. Người dám? Trời ơi, sợ quá. Ta không có văn hóa rồi, ta còn gì mà không dám nữa hả? Ta có gì không dám đâu. Được rồi, Dương đầu gánh, bớt về câu đi, nể mặt một chút. Đi thôi, nhanh lên. Cút đi. Đi mau, cút về đi. Không tiện. Mở cửa rồi. Quá. A Thủy, mau tới giúp ta đi. Này đây, mau tới giúp ta, đóng cửa lại đi. Mau giúp ta đóng cửa lại đi. Quá. Sư phụ, rốt cuộc con có điểm nào không xứng với Lâm Nhi chứ? Càn Nhi, đây không phải là chuyện có xứng hay không xứng, mà là A Khôn nó để giỏi hơn con phải không? Không phải nó giỏi hơn con, mà là A Khôn nó hợp hơn con. Đại ca, từ nhỏ Quân đã nhường đồ ăn, nhường đồ chơi, mọi thứ cho đệ. Đệ không muốn tranh Lâm Nhi với Quân. Lâm Nhi là người, không phải là đồ chơi. Không có chuyện tranh hay là không tranh. Đệ biết chứ đại ca, Quân với đệ vô cùng thương Lâm Nhi. Chứ dù Lâm Nhi gả cho ai, mỗi cũng nhất định đều hạnh phúc. Đừng nghe hắn nói bậy. Chịu càng, mọi thứ bây giờ ngươi nhận được đều là Lương Khôn tạo ra hết. Nếu không phải Lương Khôn giành nữ nhân của ngươi, Lâm Nhi gả cho ngươi từ lâu rồi. Ngươi cũng trở thành chủ nhân Giang gia từ lâu rồi. Đây đều không phải là lỗi của ngươi đâu. Ta biết rồi, mọi thứ đều là lời bị đặt của Lương Khôn. Đúng vậy, là cái bẫy Lương Khôn gài hại ngươi, là cái bẫy hắn gài ngươi. Là Lương Khôn, ngươi có thể đi đến bước đường này đều là vì Lương Khôn mà ra. Đều là vì Lương Khôn, là cái bẫy của Lương Khôn gài. Phải rồi, kẻ hèn nhát nhà ngươi, trước đây ngươi đánh không lại hắn, đều là bây vì giờ Lương Khôn, ngươi đã luyện thành tuyệt thế võ công rồi. Đúng, chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn sao? Giờ ta đã, vậy tại sao ngươi không đi tìm hắn báo thù? Phải tìm hắn báo thù. Thiếu gia, sư phụ người quay về rồi. Ừ. Sư phụ à, từ sau khi người vào kinh thành, Bảo Chi Lâm chưa từng có một ngày nào được sống yên ổn. Mỗi ngày đều có một đống người tới tìm người để học thiết tuyến quyền. A Thủy đệ tử căn bản không ra ngoài được. Lần này thì hay rồi, hai người đã về rồi, họ sẽ không làm phiền tới đệ tử nữa. Đại sư huynh. Hả? Trước giờ sự việc chưa từng đơn giản như huynh nghĩ đâu. Vậy nghĩ là sao? Huynh nghĩ hắn đã biết chúng ta quay về đây chưa? Hả? Hai người đang nói ai vậy? Huynh có thể đối mặt với sự khiêu chiến của hắn không? Huynh cũng thấy không ổn. Huynh đã từng đánh với Hà Bất Liễu rồi. Huynh biết nhược điểm của Thiết Sa Chưởng, cho nên Thúy Tuyến Quyền vẫn có cơ hội thắng Thiết Sa Chưởng. Huynh ấy một lòng muốn giết chết Huynh. Huynh ấy sẽ luôn vì lý do này mà dùng hết sức lực để đánh. Nhưng Huynh không muốn giết hắn. Huynh do dự, cho nên Huynh sẽ thua. Huynh đừng có nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây của Huynh và hắn rồi tha cho hắn. Huynh phải nhớ rõ một điều, sư phụ của Huynh, Giang Hành Diễn, Giang Lâm Nhi, Tiểu Lan, toàn bộ đều vì hắn mà chết. Đệ tử đã hiểu rồi. Hai người đang nói Triệu Càn có phải không? Những ân oán cá nhân giữa Huynh và Huynh ấy cũng nên chấm dứt rồi. Huynh cũng không muốn mang những khúc mắc này theo Huynh xuống mộ. Cho nên Huynh phải giống hắn, nhất định phải dùng hết sức lực. Sư phụ à, có chuyện rồi. Triệu Càn xuất hiện rồi, hắn đã đánh trọng thương hai huynh đệ. Hắn hẹn gặp huynh ở nhà kho bến tàu.
Chuyện nên đến cuối cùng cũng đến. Lại nhìn thấy hồ đêm rồi sao? Sư phụ, hồ điệp lại xuất hiện rồi. Con cứ tưởng con đã nắm chắc tâm tính của mình. Tại sao vậy? Đó là vì con phải đánh một trận sinh tử mà con căn bản không muốn đánh. Con cứ tưởng con không cần ra tay, Triệu Càng rồi sẽ bị báo ứng. Có thể như Tôn Đằng Dao với Nào Quế Bảo. Người có thể cho người đó báo ứng, lúc này ngoài con ra không có người thứ hai. Sư phụ, người cũng nghĩ con phải ra tay sao? Đương nhiên phải đánh. Nhưng con thật sự không muốn đánh. Con sợ sẽ không xuống tay được. Nếu con không xuống tay được, những ân oán này sẽ mãi mãi không kết thúc được. Chẳng lẽ con mong muốn sự thù hận này cứ tiếp tục mãi sao? A Khôn, hôm nay tại đây hai chúng ta nên có sự chấm dứt rồi đúng không? Được, đệ đồng ý. Nhưng đệ cũng có một điều kiện. Nếu như đệ thắng, huynh phải đến quan phủ tiếp nhận trừng phạt của luật pháp. Ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta còn có thể sống sót ra khỏi đây? Đại ca, đừng để sai lầm nối tiếp. Không lẽ huynh đệ ta phải đánh nhau tới chết sao? Ta nhất định đánh. Dựa vào đâu tất cả đều đúng là của ngươi, tất cả đều sai là của ta? Lương Khôn, ngươi một câu hai câu cứu ta đại ca. Nếu ngươi thật sự coi ta là đại ca của ngươi, hôm nay hãy đánh đàng hoàng với ta đi, để ta giết chết ngươi. Sai cũng được, đúng cũng được. Nếu đại ca đã khăng khăng như vậy, ngươi làm huynh đệ như vậy sẽ đánh một trận đàng hoàng với huynh. Đại ca, nhẹ chút. Đại ca, nói cho huynh biết tin tốt, đệ sẽ cùng với huynh luyện công. Thiền phú của đệ rất nhanh sẽ đánh bại được huynh thôi. Đánh bại ta phải không? Đại chút. Phục rồi. Đại ca, đâu có nói là bây giờ chứ. Người có thể cho người đó báo ứng, lúc này ngoài con ra không có người thứ hai. Đại ca, đừng đánh nữa. A Khôn, sau này hai sư huynh đệ con nhất định phải tương trợ lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau đó. Sư phụ, điều này người yên tâm, tình cảm giữa con và đại ca sẽ luôn luôn rất tốt.
Khi có 12 tuổi đến Giang Gia, cửu phụ đã luôn xem con giống như con trai ruột của mình mà hết lòng dạy dỗ. A Khôn cũng vậy. Từ nhỏ tới lớn, con nói xem cửu phụ đối với các con có phân biệt không? Có thứ gì A Khôn có mà con không có không? Sư phụ đối đãi với Càn Nhi như con ruột, Càn Nhi nhất định sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của sư phụ. Đại ca, Khổ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. A Khôn, đa tạ đệ. Đa tạ đệ đã giúp đại ca được giải thoát. Ô, đại ca huynh xem, chiều của đệ bay cao có nào. A Khôn, từ từ thôi. Tam ca, muội cũng muốn bay, huynh đợi muội đi với. Lâm Nhi lại đây, đại ca cổng muội. Dạ. A Khôn, để xem, lợi hại chứ. Đợi sau này huynh học võ công, đại ca có thể bảo vệ hai đứa được rồi. A Khôn, đại ca nuốt lời rồi. Huynh không thể trở thành một đại ca tốt được. Kiếp sau, kiếp sau vậy. Huệ Phong Đường. Con quay về rồi. Với lại con còn mang thánh chỉ về nhà cho cha nữa. Lần này nữ nhi và sư phụ hộ tống bảo tàng theo Ngụy đại nhân cùng vào kinh, thuận lợi dạch trần tội ác của mục thiện nhà Na Quế Bảo. Hoàng thượng rất vui mừng. Hoàng thượng hỏi con muốn phần thưởng gì, con nói con chỉ muốn hồi phục danh dự của Huệ Phong Đường. Cha, nữ nhi làm được rồi. Con đã không khiến cha thất vọng. Nữ nhi cuối cùng đã trút được cơn giận cho cha rồi. Thanh Loan, mùi đừng đau buồn nữa. Mọi thứ đều đã qua hết rồi. Huynh tin là bây giờ cha muội nhất định vô cùng kiêu ngạo khi có một đứa con như muội. Huynh
Thiết Kiều Tam từng nói, Thiết Tuyến Quyền là Hồng Quyền chí bảo, chớ truyền bừa bãi, đừng dễ dàng tiết lộ. Năm 1871, khi Hoàng Phi Hồng 15 tuổi, đã trợ nghĩa cứu giúp đại đệ tử Lâm Phúc Thành của Thiết Kiều Tam. Vì có duyên gặp mặt nên nhận được chân truyền của Thiết Tuyến Quyền. Hoàng Phi Hồng dưới sự chỉ điểm của danh sư, võ thuật tiến bộ, trở thành nhất đại tông sư, càng khiến công phu và sự tích của Thiết Kiều Tam lưu được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.